5 người trong cùng một gia đình mắc ung thư. Một gia đình ở Đài Loan, Trung Quốc có 2 người mắc ung thư dạ dày và 3 thành viên khác được chẩn đoán bị ung thư vú. Câu chuyện được bác sĩ Trần Vinh Kiên, Đại học Y khoa Đài Bắc Đài Loan Trung Quốc chia sẻ về tình huống hiếm gặp khi liên tiếp nhiều người cùng gia đình được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Trường hợp đầu tiên là một người đàn ông 30 tuổi đến khám do cảm thấy khó chịu ở bụng. Sau khi kiểm tra, nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Người đàn ông được phẫu thuật và cắt bỏ khối u thành công. Không lâu sau, một người thân khác của nam bệnh nhân trên cũng được chẩn đoán bị ung thư dạ dày ở tuổi 40. Trước tình huống bất thường, bác sĩ Trần Vinh Kiên đã khai thác bệnh sử và biết được rằng gia đình của 2 bệnh nhân nói trên từng có 3 người mắc ung thư vú. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện các thành viên của gia đình này mang gen BRCA1 và BRCA2. Vì vậy, họ và con cháu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày cao hơn người bình thường. Do đó, bác sĩ Trần Vinh Kiên nhắc nhở rằng nếu trong gia đình có nhiều hơn 2 người mắc ung thư vú, các thành viên cần phải đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến ung thư dạ dày và nên thường xuyên đi nội soi dạ dày để sớm phát hiện bất thường. Theo khoa ung thư lâm sàng của Đại học Hồng Kông Trung Quốc, cho biết gen BRCA chủ yếu đề cập đến 2 gen BRCA1 và BRCA2 tương ứng với sự hình thành protein BRCA1 và BRCA2. Hai protein này có nhiệm vụ sửa chữa DNA bị hỏng và có chức năng ức chế khối u. Một khi gen BRCA bị đột biến, nó sẽ trở thành nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh ung thư di truyền như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt.